giá tiêu hôm nay 16 tháng 8, bộ mặt trái ngược của tiêu và cà phê trong nước. Giá tiêu hôm nay 16 tháng 8 trong khoảng 138.000 đến 139.000 đồng trên kg. Sau 2 ngày tăng liên tiếp, thị trường điều chỉnh giảm về dưới mốc 140.000 đồng trên kg. IPC tiếp tục tăng giá tiêu tại Indonesia. Giá cả đắt đỏ hơn khiến nhu cầu tại nhiều thị trường giảm sút. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 139.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 139.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 138.500 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 138.500 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 138.000 đồng trên kg, giảm 1.000 đồng trên kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay giảm 1.000 đồng trên kg so với cùng thời điểm hôm qua. Sau 2 ngày tăng liên tiếp, thị trường điều chỉnh giảm về dưới mốc 140.000 đồng trên kg. Từ đầu tuần, giá tiêu và giá cà phê luôn ở hai trạng thái đối nghịch nhau. Khi cà phê tăng thì tiêu giảm, và ngược lại. Dẫu vậy cả hai mặt hàng nông sản đều có điểm chung là nguồn cung thấp và xuất khẩu đang giảm dần. Xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2024 của hồ tiêu Việt Nam đạt 164.357 tấn so với sản lượng thu hoạch năm 2024 đạt khoảng 170.000 tấn, sản lượng còn lại ước tính rất thấp. Tồn kho vụ 2023 chuyển sang cộng với lượng nhập khẩu năm 2024 khoảng 40 đến 45.000 tấn. Như vậy nguồn hàng xuất khẩu từ tháng 8 cho tới cuối năm sẽ thấp hơn mọi năm và kéo dài cho đến tháng 3 năm 2025 khi vụ mùa 2025 dự kiến bắt đầu thu hoạch. Giá cả đắt đỏ hơn khiến nhu cầu tại nhiều thị trường giảm sút, qua đó làm khối lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam liên tiếp giảm những tháng gần đây. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC niêm yết giá tiêu đen Lampang, Indonesia chốt tại 7.426 đô la Mỹ trên tấn, tăng 0,03%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Kuching, Malaysia, ASTA mức 8.500 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng Mun tốc 8.744 đô la Mỹ trên tấn, tăng 0,03%. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 10.400 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 5.800 đô la Mỹ trên tấn với loại 500 GL, loại 550 GL mức 6.200 đô la Mỹ trên tấn. Giá tiêu trắng ở mức 8.500 đô la Mỹ trên tấn. IPC tiếp tục tăng giá tiêu tại Indonesia.